Nàng công chúa không biết yêu. Ngày xưa, có một vị vua và hoàng hậu rất mong ngóng có một đứa con. Sau nhiều năm, họ được ban phúc với một công chúa xinh đẹp tuyệt trần. Cả vương quốc hân hoan vui mừng. Còn đức vua thì viết thiệp mời gửi đến mọi người đức cao vọng trọng, tới bạn bè, hoàng tộc, những nhà tu hành và cả các bậc phù thủy tới dự buổi lễ đặt tên cho công chúa. Nhưng nhà vua đã quên mất một cái tên. Một mụ phù thủy quyền năng nhất, độc ác nhất trong số đó. Khi mụ phù thủy nghe kể về buổi lễ, mụ quyết định tới dự buổi lễ bằng mọi cách. Nhà vua không tỏ ra ngạc nhiên chút nào khi thấy mụ hiện diện ở đó, vì người không biết rằng mình đã quên gửi thiệp mời cho mụ. Xin chào mừng người, hãy chúc phúc cho con gái của ta đi. Ồ, tất nhiên rồi, thưa bệ hạ. Thiên thần nhỏ ấy đang ở đâu vậy? Hoàng hậu sẽ bế công chúa ra ngay thôi. Cho dù rõ ràng là nhà vua không có ác ý và chẳng may quên mời mụ, việc đó càng khiến mụ phù thủy thêm giận dữ và mụ ta thề sẽ trả thù. Vậy là khi lễ đặt tên bắt đầu và nước thánh được vẩy lên công chúa, mụ phù thủy đã bí mật rắc một thứ bột hắc ám vào trong nước. Ngay khi nước thánh được vẩy lên người đứa bé mất hết trọng lượng. Cô bé không còn bị ảnh hưởng bởi trọng lực nữa. Nhũ mẫu bế công chúa đột nhiên cảm thấy như công chúa không còn trong vòng tay của mình nữa, vì cô bé đã không còn trọng lượng. Ôi trời, cái gì đây? Chuyện gì đang xảy ra vậy? Hoảng sợ, nhũ mẫu buông công chúa ra, nhưng cô bé không ngã xuống, cô bé vẫn lơ lửng trên không. Con gái của ta, điều gì đã xảy ra vậy? Chỉ có thể là công chúa đã bị ếm bùa rồi, thưa hoàng thượng. Họ ôm lấy đứa trẻ, nhưng việc không có trọng lượng tưởng chừng như đơn giản lại gây ra rất nhiều phiền phức cho công chúa cũng như đức vua và hoàng hậu. Một ngày nọ, khi công chúa đang nằm trên giường, thì hoàng hậu chẳng may quên đóng cửa sổ và rời đi. Một làn gió ùa vào căn phòng và cuốn theo công chúa qua cửa sổ như là cuốn đi một chiếc lông vũ hay một hạt cát vậy. Khi người nhũ mẫu vào phòng thì đã không thấy công chúa ở đâu nữa. Công chúa đâu mất rồi? Chắc là hoàng hậu đã bế công chúa đi rồi. Công chúa đâu rồi nhũ mẫu? Ta muốn ngắm nhìn con gái xinh đẹp của ta. Xin tha thứ cho thần, thưa lệnh bà, nhưng thần nghĩ là công chúa đang ở bên người. Thật vô lý. Như vậy thì công chúa đang ở đâu? Cả lâu đài, người làm việc đang cào lá trong vườn, cho đến khi nghe thấy tiếng cười dưới một đống lá. Cái gì vậy? Đây là công chúa mà, sao cô ấy lại ở đây? Con gái của ta đâu rồi hả? Thưa bệ hạ, người làm vườn tìm thấy công chúa ở dưới một đống lá cây. Từ hôm đó, nhà vua và hoàng hậu rất lo sợ, nên họ đã trông chừng công chúa mọi lúc. Khi cô bé ngủ, tả của cô bé được ghim chặt xuống giường để cô bé không chạy đi đâu được. Khi cô bé thức giấc, cô bé luôn được nhũ mẫu bế ẩm. Khi nhà vua thử tung công chúa lên không và chơi đùa với cô bé như những người cha bình thường khác, nhưng cô bé lại không rơi xuống và phải dùng thang để kéo xuống. Khi công chúa lớn lên, nàng hiếm khi đi bộ, vì ngay khi nàng chạm chân xuống đất với một lực rất nhỏ thì nàng cũng sẽ nảy lên không trung. Vì vậy, khi tản bộ, phải có người giữ lấy nàng và có một đoàn 20 người hầu giữ đuôi váy dài của nàng để nàng không bay mất. Không trọng lượng,
Có nghĩa là ngay cả trái tim công chúa cũng không bao giờ thấy trĩu nặng, nên nàng không bao giờ biểu lộ nỗi buồn. Và nếu như nói chuyện thì nàng sẽ cười vang. Và khi chúng ta không buồn bã thì ta cũng không thể hiểu được nỗi buồn của người khác. Và khi chúng ta không thể hiểu được nỗi buồn của người khác, chúng ta cũng không thể đối xử tốt với người khác hay hiểu được tình yêu. Vậy là công chúa xử sự rất thô lỗ và xấu tính. Con gái à, chúng ta thật sự rất lo lắng về con. Nhìn phụ hoàng thật buồn cười khi nói vậy. Con yêu, con không quan tâm tới chúng ta hay sao? Con không yêu thương chúng ta dù một chút thôi à? Mẫu hậu nói quan tâm và yêu thương nghĩa là sao? Con thấy dịch bay nhảy khắp nơi cũng ổn mà. Nhìn mẫu hậu thật là hài hước khi làm vẻ mặt câu có như vậy. Giờ thì nếu mẫu hậu cho phép thì con đi đây. Nhưng công chúa đã từng buồn bực. Cho dù việc không có trọng lượng không để nàng cảm thấy điều đó bao giờ cả, nàng ghét phải chờ đợi lâu. Ngươi không để ta một mình được hay sao? Xin thứ tội cho chúng thần, thưa công chúa. Nhưng chúng thần đã nhận được lệnh của đức vua là phải luôn để mắt tới người. Nếu không, một cơn gió cũng có thể cuốn người đi mất, thưa công chúa à. Xin người đó, ta thấy mình như một con thú bị xiềng xích, hãy tránh xa ta ra. Xin thứ tội cho chúng thần, thưa công chúa. Nhưng đức vua và hoàng hậu lo rằng chỉ một làn gió nhẹ cũng có thể cuốn người đi, và người sẽ có thể vì thế mà bị thương, thưa công chúa. Công chúa thấy mình như bị cầm tù. Nàng cực kỳ muốn ở một mình. Chỉ có một nơi duy nhất khiến nàng thấy có sức sống và tự do. Hoàng cung nhìn ra một cái hồ lớn. Công chúa bơi lội ở đó hằng ngày. Chỉ có ở đây nàng mới không có nguy cơ bị những làn gió cuốn đi, hay là bị bay lên không trung vì bước đi quá mạnh. Vậy là trong khi ở trong làn nước mát, nàng mới được để yên một mình. Khi công chúa nghĩ như vậy, nàng thấy mình được tự do trong hồ nước. Vì vậy nàng bơi lội ở đó cả ngày lẫn đêm. Trong khi đó, cả nhà vua và hoàng hậu tìm đến nhà trị liệu, thầy lang, nhà thông thái, phù thủy trong vương quốc, nhưng không ai có thể đưa ra giải pháp giúp cho cô gái tội nghiệp của họ. Cho đến một ngày, hai học giả Hâm Râm và Poppy Cat đã đến ý kiến nhà vua. Thưa bệ hạ, chúng thần có thể đưa ra giải pháp cho việc mất trọng lực và trọng lượng của công chúa. Hãy nói cho ta nghe, nhanh lên. Như chúng ta đã biết, nước dường như chữa được căn bệnh mất trọng lượng của công chúa. Dù chỉ là tạm thời, chỉ cần công chúa còn đắm mình trong nước. Chúng ta đều biết điều đó, vậy thì sao? Nếu như dòng nước bên ngoài có thể chữa và làm con tim nàng vui vẻ tạm thời, thì dòng nước chảy ra từ trái tim của nàng sẽ có thể cứu chữa được nàng mãi mãi, thưa bệ hạ tôn kính của thần. Ta không hiểu gì hết. Thưa bệ hạ, chúng ta phải làm cho công chúa khóc được. Điều đó sẽ chữa trị cho chứng mất trọng lượng của nàng ấy. Vậy là nhà vua ban lệnh xuống toàn vương quốc rằng ai làm cho công chúa khóc sẽ được ban thưởng. Vậy là biết bao nhiêu người đã thử sức, nhưng không ai có thể làm cho công chúa rơi dù chỉ là một giọt nước mắt nào. Thật là buồn cười đó. Chẳng mấy chốc, mọi người đều mất hy vọng về việc có thể làm cho công chúa bình phục trở lại. Câu chuyện xảy ra vào một ngày khi có một hoàng tử đi ngang qua cánh rừng bao quanh vương quốc. Chàng nghe về nàng công chúa bị ếm bùa, nhưng chàng không có ý muốn gặp mặt nàng. Vì vậy, khi màn đêm buông xuống, thay vì tìm kiếm nơi nghỉ ngơi trong hoàng cung như là một thượng khách, chàng tìm một hang động trong rừng sâu và quyết định nghỉ đêm ở đó. Khi chàng đi vào rừng để kiếm một ít củi khô để đốt lửa, chàng thấy ai đó đang lặng ngụp trong hồ nước bên dưới, khiến chàng nghĩ rằng có ai đó đang chết đuối. Vậy là chàng phóng người vào làn nước để cứu người. Tất nhiên, đó chính là nàng công chúa. Và vào giây phút chàng ôm lấy nàng và cảm thấy trạng thái không trọng lượng của nàng, chàng đã biết nàng là công chúa bị ếm bùa mà chàng chưa bao giờ muốn gặp mặt. Nhưng giờ đã quá muộn, vì ngay khi nhìn thấy nàng, chàng đã phải lòng nàng mất rồi.
Làm sao mà ngươi dám đưa ta ra khỏi hồ nước vậy? Ta nghĩ là nàng đang bị đuối nước cơ. Thật là nực cười. Giờ thì hãy để ta trở lại hồ nước đi. Nàng là công chúa không trọng lực à? Vậy nàng đã bao giờ bị ngã hay chưa? Ta không thể ngã được. Ta chỉ có thể bị gió cuốn đi và bị bay đi mất mà thôi. Vậy thì tại sao nàng lại không cùng ta ngã xuống một lần? Nói dứt lời, hoàng tử kéo tay công chúa cùng lặn sâu xuống dưới nước. Và đó thực sự là trải nghiệm đáng nhớ nhất mà công chúa từng có. Nàng thấy sao hả? Đó là điều tuyệt nhất mà ta từng biết đến. Vậy là hoàng tử và công chúa gặp nhau và cùng nhau bơi lội ở hồ nước hằng ngày. Công chúa không biết yêu, nhưng hoàng tử yêu nàng say đắm, đến nỗi chàng sống và chỉ nghe tiếng cười của nàng và thấy nàng bơi lội vui vẻ bên cạnh mình. Chàng có thể sống như vậy cho đến hết phần đời còn lại của mình, nhưng số phận lại có kế hoạch khác. Mụ phù thủy đã biết về tình yêu của công chúa dành cho hồ nước, nên mụ ta đã ếm một lá bùa lên hồ nước, khiến nó khô cạn. Dần dần, từng chút một, hồ nước bắt đầu kiệt quệ, và nàng công chúa cũng vậy. Điều gì đang xảy đến với công chúa của ta vậy? Có vẻ như cuộc sống của công chúa gắn chặt với hồ nước đó rồi, thưa bệ hạ. Nếu như chúng ta không cứu được hồ nước, chúng ta cũng sẽ không thể cứu được công chúa đâu, thưa bệ hạ. Một ngày nọ, khi hồ nước gần như đã cạn khô, nhưng ở một số chỗ nước sâu, hai thanh niên đã tìm thấy chiếc đĩa vàng dưới một tảng đá. Trên đó viết rằng, nếu như hồ nước này cứu được một mạng người, thì nó được phép lấy đi một mạng người thay thế. Nhưng người đó phải sẵn sàng hiến thân mình. Người phải ngồi trên lòng sông khô cạn cho đến khi nước dâng lên ngập đầu mình. Khi nhà vua nghe tin, người đã thông cáo đến mọi hang cùng ngõ hẻm của vương quốc. Nhưng không ai tới để hiến dâng mạng sống của họ cho hồ nước. Từ trong rừng sâu, biết đến lời khẩn cầu của nhà vua, hoàng tử lập tức tới hoàng cung. Thưa bệ hạ, thần sẽ hiến thân cho hồ nước, nhưng với một điều kiện. Điều kiện đó là gì? Thần muốn công chúa có mặt lúc thần nhắm mắt và để thần sống sót cho tới khi nước dâng lên quá đầu của mình, đơn giản như vậy thôi. Thần muốn nàng nhìn vào thần và cho thần ăn bánh quy để thần không chết đói khi nước dâng lên, thưa bệ hạ, không phải là yêu cầu gì quá cao xa. Điều kiện của ngươi sẽ được thực hiện thôi. Có thể việc tận mắt chứng kiến hồ nước lại đầy lên cũng sẽ làm con gái ta mau chóng bình phục. Vậy là hoàng tử ngồi trong lòng hồ. Công chúa được đưa đến trong một chiếc thuyền. Nàng nhìn thấy hoàng tử, nhưng nàng không nhận ra chàng, vì không có tình yêu hay tình thương trong trái tim nàng. Khi hoàng tử ngồi đó, mặt nước dần dần đang lên. Chẳng mấy chốc, nước đã lên đến đầu gối chàng. Và khi con thuyền lắc lư một chút, công chúa đã tỏ ra vui vẻ. Thuyền của ta đang nổi lên, nước hồ đang dâng lên. Hồ nước của ta không cạn kiệt nữa. Chúng ta lại được bơi lội cùng nhau. Hoàng tử này, hãy cùng đi bơi như trước kia đi nào. Chẳng có gì mà ta mong muốn hơn là lại được bơi lội cùng với nàng cả. Nhưng mà ta không thể, vì ta phải hy sinh mạng sống để hồ nước được hồi sinh, để mà nàng có thể bình phục lại. Lần đầu tiên trong đời, có gì đó giằn xé trong trái tim của công chúa. Nàng không muốn hoàng tử chết. Khi thấy mặt nước đang dâng lên dần dần, đầu tiên là đến thắt lưng, rồi đến ngực và đến cằm, đến mũi khiến chàng thở hổn hển, thì nàng không thể chịu đựng thêm được nữa. Nàng lặn xuống nước và dùng hết sức kéo hoàng tử lên. Khi nàng đưa chàng lên bờ, chàng đã ngừng thở. Công chúa hoảng loạn và bật khóc. Nàng khóc thảm thiết như chưa từng được khóc. Các thái y được triệu đến cứu chữa cho hoàng tử, và công chúa yêu cầu đưa chàng vào phòng của mình. Bản thân công chúa cũng đang kiệt sức, nên cũng được mang về cung điện. Và đó là một đêm dài khủng khiếp đối với hoàng gia. Vào buổi sáng hôm sau, công chúa tỉnh giấc. Hoàng tử vẫn nằm bất động. Nàng nhìn chàng
và lại rơi nước mắt. Ôi, hoàng tử dũng cảm, hãy tỉnh dậy đi. Xin hãy tỉnh dậy đi nào, xin chàng đừng chết. Vậy là hoàng tử mở mắt và mỉm cười. Quá đỗi vui mừng, công chúa ra khỏi giường, sung sướng dậm mạnh chân để mong bay lên trong niềm vui. Nhưng nàng lại ngã nhào. Á! Công chúa, người không bay bổng lên, người đã ngã xuống rồi. Đúng vậy, ta biết mà. Người đã lại có trọng lực rồi. Cả hoàng cung tràn ngập niềm vui chưa từng có. Hồ nước đầy tràn. Hoàng tử còn sống khỏe mạnh, còn công chúa đã lấy lại được trọng lực. Nàng phải học cách đi lại, nhưng tất cả đều ổn đối với nàng. Công chúa và hoàng tử yêu nhau say đắm. Họ tổ chức hôn lễ, cùng nhau bơi lội, tản bộ, cai trị vương quốc và sống hạnh phúc mãi mãi về sau.